Sâm Nam Po rành, trồi Tân Yên Vìn, Bắc Sáng kheang, lon Pôi Vung, nhọc can. Một lâm sâm trồi sang bá tẩy cả táng, bôi bẹc, tọ nhớt. Sang cây là táng kiến sản vật cây, từng rào măn, ta hàng bẹc nên lên. Tỏ nên nhảy chẽ la sạp, căn duy nhất cá rào là tạc phạt chặt trồi bá rên, trồi kiếc tay Po rành, của tao trá thân hải đăng, trồi chun đồng sen nang xây, nì cú chá, ta mạt cản xẹng, xây cú nhân lan sảng po rành, cạt giặc. Mi chán xây cú nhân dầu cọng tái căn sâm nam, cây trại, trời rên quạc tàu. Cắn cấy cây căn mọc tắng côn do trà mi lần lại. Chá đằng, lan liều khảm bùi ràng, lo lao tiểu căn mọc quý cây. Căn sâm nhạy cây là phát chấn, lon lan vọt hàng sạp mét vuông xây san Cú, tác công dâu tó Cú cục cạ, tô đề tài khoa học nghiên cứu cải sầm nàm po dành, tạc sắc bá tẩy, chiêu khâu chấu, cho lai kiệt cá, dì lôm tổ thẳng tin quan trọng, hữu ích, cái loại trong sầm cây, cho cao vạt, lao tiểu, dì lôm phát chấn. Cũng nghiên cứu tăng kín, nhằm chất chắn trời loại giặc cây, nên sẽ saponin, flavonin, hoạt chất chống lão hóa, axit hữu cơ, axit amin hàm lượng saponin của can mọc cây, di lôm sâm trồi Hàn Quốc, lon cầy cho mồi sâm ngọc linh, loài sâm quý hiếm trồi quốc tế. Sở khoa công nghệ cũng đã thực hiện một cái nhiệm vụ khoa công nghệ. Sở khoa học lon công nghệ đã chấu cố cộng nghiên cứu cột cá, lon po tồn, nguồn gen sâm nam po dành trồi tệp bạn lèn. dáng lên tao ngổ cấy là xác định tạc, ít số hoạt chất chân sỉ quan trọng trồi can sâm. Trưa nay, do thành phần saponin chất dịch cậu, cằn lôm cằn, sông loại sâm, giàu man ca táng trừ cục tế. Bảo hộ chỉ tái địa lý sân cộng, đối loán can sâm cây, do ý nghĩa chất dịch quan trọng. răng cây sẽ khẳng định tác công thắn nhập của can sâm nam po dành, trang quảng bá po an của can sâm, lai táo, xăng của nhan, chất tác tòng lạt táng của nhân trại, lo cầu xây dòng chủ tế bạn xen, có phần tay cậu cá trị sản phẩm, lo xây dòng sản phẩm tác ngày hơn. Cái thứ hai là nó cũng tạo được cái động lực cho người trồng và tiêu thụ cái sản phẩm sâm nam núi dành này trên địa bàn tỉnh. Sâm nam po rảnh giấy căn mọc sạn pen, lông căn sôi, nải xẹn trường. Lên tao cao nhân trồng chân xịt sán hầu. Ta mạt cố săn mọc trang ét nám. Ni sẹn thềm ét chệt. ét chệt này tố năng trốn kèng. Trong mỗi cây nên rất phạt ét căn sạn. Lai tỏ cung xây, nhờ khoa học loan công nghệ, nó chấu săn cọng, rẳng trong, bền mô, nên cọng, ó trong, mô cắn lán hầu. Cung xây trời Việt lập, tô càn ọc làm mảnh sàn trại sầm nam, loan nay tẩy vột. Điển hình lồng ọc tao trá thân hải đàng, cung xây là trải loan nay tẩy vột ngầu trên mét vuông, loan quy mô sập trên càn sầm hàng nên trời bè sang hào nay tẩy can sầm lang tó nhật xào nhạp nia tao tráng cắn chủ tàu chạy xem nhạp chắn căn chấu lai táo cung xây trời gen qua tao trá đảm bảo lan dò sản phẩm cung cấp táng khách hàng nên nhảy chẽ lan nhảy sạp ọc tao là xào nhạp hơn ít tỷ gan ta mài sầm vạ sầm lòn cặn trong sầm được sự quan tâm của các cấp chính quyền ta còn dâu tó của sang cấp chấn quyền, ngó tao lao vụi vột nay tẩy, luôn sân lạp hợp tác trả. Cùng xây nay tẩy chạy sầm của ngọc tao hơn ngầu trên mét vuông, chạy càn sập trên càn sầm. Càn sâm giàu cá chỉ canh chạy cỏ hợn sức căn mọc cả táng. Một cây lăn mong ối sầm nam po dành, sẽ tạc tội như dịch táo đón manh hiệu sầm nam, tạc khối rền hơn. Cái thương hiệu của cây sâm nam được ngày càng vang xa cung xây nay tây sâm nam giao trôi lẻng trả nên xây việt lập luôn liên trùng lon quy mô xây sầm ngầu ha trên này việt lập trả cung xây rào lam sầm ngầu cản ọc chạy lon tổng nay tây xây cản chặt ha chơi xấy San tham gia dự án hơi sảng chỉ tái địa lý sâm nam po dành nên nhảy chẽ lăn nhì sạp việt lập trả là sân lạp hợp tác trả chối chặt xay dòng sâm nam po dành lo sập giặt cố nhan cung cấp chặt thị trường hau sản phẩm lôm sâm sạp sâm chấm trào trọng vạ sâm lon cỏng sao nhạp nên nhảy chẽ lăn nhiệt sạp dễ hợn nhảy tỉ ngàn tóc cây hợp tác trả sẽ vùi vột nay tẩy sàng táo nhìn sạp hắt à. Có phần lao tiểu, nguồn xen quý, chốt phát sau nhập tắng chế nòng. Sang hầu nay tẩy trái căn mọc cả táng, táng sau nhập đậy, sẽ vần cố trái căn sầm. Nhằm đảm bảo sản lượng cung cấp táng nhu cầu của thị trường, chân xịt tài, loan giảo tổ tiềm năng sau khi mà tôi được tham gia vào cái hợp tác xã ma à, tác tham gia nhập sâm hợp tác trả chấu chặt lo xây dòng sâm nam po dành này, ngọc tàu là vụi vột chấu chặt lo nay tẩy khẩn làm chuyện mét vuông tóc cây ngọc tàu sẽ nhân vụt mộ ăn trọng có... cộng xay dòng Trường sản phẩm phân giàu tổ lán hầu vì nên ngọc cây mong ủi sân cấp trấn quyền dâu táo trang táng ngọc cây quảng bá sản phẩm tiêu sản phẩm tạc mải tạc ngày hơn rất là mong là các cấp chính quyền quảng bá sản phẩm chúng tôi là một trong hai cái mô hình được lựa chọn. Việc lập trả là tạo điều kiện tăng sang can ọc trồi học tác trả phát chấn, tài giáp nê sẩy, trang tăng sang can ọc cây, tích tụ nay tẩy, tiêu tham gia nhập trại lon vụ vột nay tẩy. Ngô cây cán kết hợp lon trung tâm dịch vụ của Vin, tổ chức sân lấp tập loạn, bùi giảng khoa học kỹ thuật cây trại, lon bụi giảng sâm nam. Tóc cây ngô cây sẽ đề xuất sản cập cậu, tiêu dâu táo tạo điều kiện, tiêu càng sâm càng nhạt càng phát triển hơn. nữa là chúng tôi cũng tạo cái điều kiện hợp với trung tâm uh, dịch vụ uh, của huyện để tổ chức các cái lớp tập huấn. Tiếng nhập, luật sở hữu trí tuệ, sang hào đặc tính cơ bản cây cố can sầm nam, po dành, sang ngành chức năng là hơi sảng cố cọng bó hộ chỉ tái địa lý, thông cố dự án, hơi sảng chỉ tái địa lý, po dành, dòng tắng sản phẩm sầm nam, tân yên vìn, bắc sáng khen. Ta chăn nhiệt nên nhề trên sạp cầu, tó sạp nhề nhiệt nên nhề trên lăn nhề sạp. Mục tiêu của dự án nên sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nhằm bảo tồn loạt phát chấn căn tròng sâm nam quý hiếm, phục vụ cọng phát trấn canh trại trả vội cố Tân Yên viên Bắc Giang Leng. Có phần lao tiểu cố măn, tay cọ cá trị canh trại, loan giấy xẹng cố nhan cho bác thầy chấu chặt bốn mài sản phẩm sâm nam. Nhận thức rõ cái giá trị kinh tế của cái cây sâm nam núi rành Tân Yên Vìn, lại Chủ Cộng, Loan đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ, Hãng Hàng Bộ Khoa học Loan Công nghệ, cấp chỉ dẫn địa lý xâm nam po dành tăng sản phẩm sâm nam của Tân Yên Vìn. Tiêu phát chấn sản phẩm sâm nam po dành, phạt thang hóa. Vìn là quy hoạch bá tẩy phát chấn, lập bản đồ, địa lý, tiêu vui vụt chấu chặt. Ban hành học quy trình kỹ thuật chấu cộng, quy chế, chấu phát sản phẩm sâm nam po dành, tiêu sản phẩm sâm nam, tắc tách cọ cả trị, loan manh hiệu và ban hành các cái quy trình về kỹ thuật canh, tác. Cố xế san cọt cá thẩm định, quốc sở hữu trí tuệ, bộ khoa học loan công nghệ là cấp chứng nhận chỉ tái địa lý tắng xâm nam to dành. Ủy ban nhân men tân niên viện là chịu cộng chấu cuốn lầy chỉ tái địa lý. Trời cú còng này, ủy ban nhân men tân niên viện là trò tập chặt, loan chấu hầu, hao quy chế cuốn lầy, loan phát chấn, báo hồ cây, trên nay cắn chẳng chấu phạt chuỗi liên kết chấu chặt lon say dòng nem lon tiếng dầu cặn kèng, lon chất lượng sản phẩm chạy xe cong dòng quy trình chấu lông hướng hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm tay cạo năng suất lon chất lượng Trên bên này tân yên viên là chấu hào cộng quy hoạch định hướng phát chấn chấu chặt giặc nem lon hao tiềm năng lợi thế của tẩy bạn ta cung xây táo nên nhảy trên lăn sạp Trưa nay, do phát trấn sầm nàm po dành, cho liên trung trả, lon việt lập trả. Lồng ghép, giàu kết cá, hao nguồn, ngăn chen, tràng, tiêu vụi vột, lon tay cọ kết cá chấu chặt sầm. Chúng ta cũng cần phải quan tâm, nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng hơn công xây bộ khoa học Loan công nghệ là chấu cú cộng khoa học công nghệ độc lập cấp cục cả kết cao nghiên cứu phát triển căn sầm po dành tiêu chấu phạt nguyên liệu chấu giặc chuỗi tịt bạn leng văn hào nhăn hán giàu hao sản phẩm truyền thọng lâm sẩy sâm sạp sâm chấm trầu sâm hậu văn hào nhăn cân giàu hao sản phẩm cả táng lòm, sản phẩm dinh dưỡng sản phẩm chức năng sản phẩm chấu hầu tiêu tổ dạng hao sản phẩm đáp ứng tặc nhu cầu xây dòng của nhan khô hoặc là rượu sâm hơi sảng sản cộng chỉ dẫn địa lý sâm nam po dành là có phần tay cậu tẩy cẩy cố man của sản phẩm sâm nam tân yên viên trôi thị trường cho nên sẵn thèm căng thắn nhạp cố nhân xây dòng đối loan sản phẩm chay xe xây san ứng dòng tiến bộ khoa học công nghệ trôi chủ cộng nham tay cậu năng suất chất lượng sâm nam tân yên viên hơi sảng hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ trôi xây san cuốn lầy phát trấn chỉ tái địa lý po dành tăng sâm nam chỗ phạt chuỗi liên kết chú chặt táo xây dòng ổn định. Cố này sao hút thẹm của nhân chấu cọng, tham gia nhập hệ thống, tách cậu cá trị, gia tăng của sản phẩm.